Nay cô mua nhiều không cô? À, mua mấy chục ký luôn hả cô? Wow. Cô mua mấy chục ký về Mỹ luôn. Này nè. Cái nãy cô mua này không á. Còn này là nguyên con. Là đậu vọng là 120.000 nè. Mè giòn là 140 nè. Rất là nhiều, ở ngoài trước còn có kẹo gừng là 160 nè. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Thiện. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần thật là vui. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Thiện đang có mặt tại khu vực chợ lớn để chia sẻ những hình ảnh của khu vực chợ lớn, xem không khí mua sắm, không khí của một trong những ngôi chợ truyền thống lớn nhất của Sài Gòn. Thì sau Tết Nguyên Đán có những thay đổi gì hay không? Và thời gian gần đây thì cũng thấy là tình hình mua bán ở các chợ truyền thống cũng khá là vắng luôn. Nhưng mà không biết là khu vực chợ lớn, và đặc biệt đó là thì đang có mặt ở chợ Bình Tây, quận 6 sẽ như thế nào? Và bây giờ xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo Thiện khám phá chợ Bình Tây, quận 6 trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Thiện đang trên con đường Tháp 10, thì hướng này sẽ về chợ Kim Biên, cũng như là con đường nổi tiếng về đồ trang trí Tết, đó là Hải Thượng Lãng Ông này. Thì sau Tết thì đường này nó cũng bớt nhộn nhịp hơn thời điểm trước Tết rồi, và buôn bán những cái mặt hàng mà đồ trang trí Tết. Còn hiện tại thì đồ trang trí Tết cũng không còn nhiều nữa. Và đây là khu vực con đường Tháp 10, thì chợ Bình Tây nằm trên cái con đường này. Và bây giờ mình sẽ vào bên trong để khám phá không khí của chợ nhé. Phía bên này của mình sẽ là đường Trần Bình. Nếu mà từ con đường Tháp 10 đường chính thì nó sẽ nằm ở bên trái của mình. Thì chợ Bình Tây là chợ võ sĩ về đồ khô và lương thực, thực phẩm khô rất là lớn và nổi tiếng của Sài Gòn. Và phía trước của mình là có những cái gian hàng khô của cô chú nè. Bên này là đường Trần Bình ha. Thì chợ Bình Tây của mình nó sẽ có bốn con đường xung quanh. Bên trái là đường Trần Bình, bên phải sẽ là đường Lê Tấn Kế, phía trước là đường Tháp 10. Còn cái đường ở phía dưới thì quên cái tên này, để hồi thì đi xuống dưới nha. Buổi sáng hôm nay thì thấy là không khí cũng khá là vui nè. Ở ngoài thì thường á là bán những cái vật phẩm về đồ khô, và cái hai con đường các con đường mà xung quanh chợ Bình Tây thì thường là rất là nhộn nhịp luôn. Còn thường thì ở phía trong lòng chợ thì sẽ buôn bán những cái mặt hàng về đồ thời trang, thì nó sẽ vắng hơn. Và cô chú mình sẽ tập trung mua những cái đồ khô là ở phía bên ngoài đường này nè. Cái không khí trong buổi sáng hôm nay cũng rất là nhộn nhịp luôn, chứ cũng không có vắng lắm. Xe ra vào cũng liên tục chứ bộ. Dạ.
nhưng mà nó sẽ không bằng những cái dịp mà trước Tết. Thì khi mà cái nhu cầu mà mua sắm những cái đồ mà phục vụ cho Tết nó nhiều á thì nó sẽ đông đúc hơn. Còn sau Tết thì tiền thấy thì nó cũng vắng hơn một chút rồi. Đi chỉ có một đoạn ở phía bên này thôi. À, phía dưới này cũng có nữa nè. Nó dài qua phía bên này luôn. Phan Văn Khỏe. Ồ, đúng rồi. Bên cái đường mà ở phía sau của chợ đó là đường Phan Văn Khỏe. Đồ thì cũng thùng quá trời luôn. Tại vì ở đây thì bỏ sỉ mà cho nên là các chợ nhỏ hay là các chợ ở các địa phương, các tỉnh khác cũng về đây để mua hàng giá sỉ. Sau đó là về chợ của mình để bán. Giờ thì sẽ đi đường ở phía dưới nha. Phan Văn Khỏe này. Phía dưới này thấy là bán, không phải là bán đồ khô mà bán về những cái mình thấy là có nhang đèn, đồ cúng, rồi những cái gì về đồ dùng chai hũ luôn nè. Thì là ở phía mặt sau thì nó sẽ không có bán đồ khô nhiều, có nhưng mà không có nhiều nè ha. Giờ thì sẽ đi vô trong thử nha. Đi từ đường Phan Văn Khỏe vào thì nó sẽ có cái đường để vào bên trong lòng chợ luôn. Phía này thì bán đồ thực phẩm nè. À, khu ẩm thực. Bên này là bán ẩm thực nè, hủ tiếu, bún mọc. Bánh mì. Đây là phía bên trong lòng chợ nè. Thì bên trong này chủ yếu là bán những cái mặt hàng đồ thời trang, rồi những cái chén dĩa nè, đồ dùng trong gia đình. À, thì hiện giờ cổng số 8 nha. Cái này là cổng số 8. Rồi thì lên trên đi.
Dạ. Nước không em? Hồi nãy là Thiện đi một vòng ở phía bên trong á, thì thấy bên trong thì bán cũng rất là nhiều, nhưng mà về lượng khách thì Thiện thấy hầu như là không có luôn. Bây giờ Thiện sẽ ra đường phía trước nha. Phía trước thì cũng là bán những cái về đồ khô nè, rồi có túi sách, ba lô ở phía bên này. Đây là ở phía cổng chính của chợ mình luôn. Thường thì ở phía trước này thì sẽ nhộn nhịp và sôi động nhất. Sau đó là những cái hai đường hai bên là Trần Bình với lại là Lê Tấn Kế. Đường Phan Văn Khỏe nữa. Nói chung là bốn mặt tiền đường là rất là đông đúc luôn. Rồi nãy giờ thì thấy thì cũng không có đông lắm. Đặc biệt là ở phía bên trong. Bên trong chợ thì những cái mặt hàng về thời trang là nó cũng không có đông, chủ yếu là người bán thôi. Ở đây là ở phía trước cổng chợ chính của mình nè. Ở phía trước thì sẽ có một cái khoảng không gian rất là rộng luôn để xe di chuyển cũng như là du khách là hoặc là người mua bán là sẽ di chuyển ở phía trước này. Thấy ở phía trước là có cửa hàng bán thực phẩm đồ khô, bánh kẹo rất là nhiều luôn. Và ở phía trước là đều có giá cả hết nè. Như là đậu vọng là 120.000 nè, mè giòn là 140 nè. Rất là nhiều, ở ngoài trước còn có kẹo gừng là 160 nè. Thấy thì cái những cái sản phẩm đồ khô ở đây hầu như là thấy cái cửa hàng nào là cũng có để cái giá ở phía trên hết, cho nên là mình rất là dễ mua. Chuối dẻo, táo đỏ 100.000 nè, táo đỏ nhỏ là 80 nè, đó quá trời luôn. Ở phía trước này thấy là đồ khô cũng rất là đa dạng, và đặc biệt là những cái về hạt. Này một cái cửa hàng bên phải chợ, cửa chợ bên tây mình luôn, cho nên là rất là tiện lợi để mà mình nhiều khách là vào ngay cái cửa hàng này để mà mua hàng luôn, và rất là dễ là lựa luôn nè. Cửa hàng Hồng Trúc chuyên sỉ lẻ khô bò, khô mực, tẩm, hạt điều, hạt dẻ, trà bông, cá lóc. Kế bên mình có kim hạnh nè, trúc đào nè, giác đức là thực phẩm chay nè, kế bên luôn. Có một vài vị khách nước ngoài họ đang đi vào bên trong chợ này. Thường thì chợ này là chợ cũng thu hút rất là nhiều khách du lịch ở nước ngoài. Khi họ ghé Sài Gòn thì họ có thể ghé chợ Bình Tây. Trung tâm thì mình sẽ có chợ Bến Thành là một chợ không thể thiếu của khách du lịch nước ngoài.
thì đối với chợ Bình Tây thì cũng thu hút cũng không kém đâu, nhưng mà nó tất nhiên nó sẽ ít hơn chợ Bến Thành, nhưng mà nhiều cô chú anh chị khi mà về Sài Gòn là cũng ghé chợ Bình Tây để xem là cái chợ truyền thống xưa của người dân Sài Gòn. Đây là phía trong lòng chợ này. Hồi nãy thì đi từ phía sau, còn bây giờ là đi từ cổng chính. Mình sẽ có hai bên cầu thang luôn, một bên đi bên này và bên này, để lên xuống hai bên. Phía bên trong này là khu vực bán vải quần áo. Không, người ta mua cũng vậy đó cô. Được, cô cắt ba bốn bộ đi. Hàng gì không em? Dạ. Dạ, con đang đi coi cái. Đây là ngành nón nè, ngành nón có mũ bảo hiểm rồi. Trong này thì thấy cũng có nhiều sạp đóng lắm luôn. Thấy trước Tết thì cái nhu cầu mua sắm ăn uống của mình nó còn nhiều hơn. Chứ còn sau Tết thì thấy thì nó tức là cái nhu cầu nó vẫn có nhưng mà nó không có nhiều. Thì điển hình là khi mà mình vào những cái khu chợ truyền thống ấy, thì mình càng thấy cái sức mua nó yếu dần, nó không có nhiều luôn. Những cái đặc biệt là những cái mặt hàng thời trang á, thì thời trang thì thường bây giờ mình thấy là mua sắm online là nhiều. Hiện tại là về thời đại 4.0 mà, cho nên là cái việc mà họ chọn cái hình thức online sau dịch đó là rất là ưa chuộng luôn. Cho nên là những cái ngôi chợ truyền thống như thế này thì sẽ bớt đi một lượng khách khá là lớn luôn. Bây giờ Tiền thấy thì giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ thế hệ bây giờ chủ yếu là mua đồ online. Mình ra khu hướng về đường Lê Tấn Kế nha. Ở trong thì là đồ thời trang, ở phía lòng chợ mà mé bên đường, phía bên đường Lê Tấn Kế thì sẽ là bán đồ khô nè. Bên đường Lê Tấn Kế của mình thì sẽ tập trung là bán đồ khô rất là nhiều, giống như bên đường Trần Bình luôn. Bên trái cũng có đồ khô và tạp hóa, rồi bán những cái đồ gia dụng, đồ thờ cúng. Qua con ơi, rồi đại lý giao kéo. Sạp 251 Long Hạ, hút chân không.
À, sẵn Thiện ghé lại chợ Bình Tây thì Thiện giới thiệu cô chú một cái cửa hàng bán đồ thờ cúng. Ở đây là Thiện thấy bán rất là nhiều luôn, mà trước Tết là Thiện có chia sẻ khi mà ghé chợ Bình Tây đó, thì một nơi để mà cô chú có thể lựa chọn những cái đồ liên quan tới thờ cúng. Nếu mà những cái món đồ trong nhà của mình nó bị cũ hay là bị sức mẻ gì đó mà mình muốn đổi mới thì mình có thể có một cái chỗ để mình mua. Thì ở đây thì thường là chú đợt trước thú chia sẻ là chú bán bằng giá gốc hoặc hơn chút xíu thôi. Ở đây rất là nhiều luôn. Đây nè, đây có những cái hũ gạo nè, hũ gạo tài lộc nè, có những cái để hứng tàn nhang nè, khi mà mình thờ cúng á, mình cắm nhang á, thì có những cái này để mà khi mà mình nhang nó tàn thì nó sẽ tuột xuống ở phía dưới đó, tránh bị rơi ra ngoài nhiều nè. Ở đây thì có những cái chung nước để mình cúng nữa, chung nước, chung rượu rất là nhiều, cũng như là lư hương, rồi tượng ông thần tài, ông thổ địa, Phật Di Lặc, có tượng Bồ Tát ở phía trong nữa nè. Có chia sẻ ở cửa hàng Thiên Tạo Sáo ở bên phía đường Lê Tấn Kế á, ở phía trước thì liên quan tới về chung, về đồ, về lư hương. Thì ở phía bên trong thì sẽ có những cái tủ để trưng bày những cái bình bông nè, rất là đẹp luôn. Mình thấy là ở đây là chú bán cái những cái bình ở đây là hoa văn rất là gọi là tinh xảo và đẹp luôn á. Cái này đẹp nè, quá trời đẹp luôn. Đây thì có tượng Bồ Tát rất là nhiều. Đây, đây có cái bình này, cái hoa văn màu sắc này, hết cái bình luôn, quá trời đẹp luôn. Này giống như một cái thiên đường đồ cúng vậy đó, quá trời đẹp. Đây cũng có khách mới vừa ghé luôn. Đây thấy có cái lư hương màu vàng rất là đẹp luôn này. Ở trên nữa có con rồng luôn á. Năm nay năm Thìn mà, hai con rồng ở giữa là giống như cái viên ngọc, viên châu vậy ta. Cái này không biết là chú bán bao nhiêu ta. Ở chú cái lư hương này là bao nhiêu á chú? Dạ, giống 120 mà chú bán nhiều. À, bán 130 ha. Này 120 chú bán 130. Ở đây là chú bán chủ yếu là gần bằng giá gốc. Không có trên nhiều, ví dụ 120 chú bán 130, 140. Đó là cửa hàng của chú là cũng rất là nhiều cô chú anh chị mình ở phương xa rất là thích luôn. Có mấy vị khách nước ngoài đang ghé xem ở cửa hàng cô chú nè. Mấy hôm nay á, thời tiết của Sài Gòn cực kỳ nóng luôn, ra ngoài đường là có thể 37-38 độ C á. Cho nên là bây giờ tuy là một cái chợ cuối tuần buổi sáng, nhưng mà cô chú xem nè, quá trời nắng rồi. Cho nên là đôi khi là cũng ngại đi chợ nữa. Cho nên là xu hướng bây giờ á, vừa rồi thì cũng chia sẻ những hình ảnh trong siêu thị á, thì lại rất là đông. Siêu thị thì lại rất là đông, và cũng là một cái nơi rất là phù hợp để mà mua sắm. Tại vì vào bên trong đó à, thì thứ nhất là mình tránh nóng, và thứ hai là không khí mát mẻ, và ở bên đó, ở trong đó thì rất là nhiều cái tiện ích dịch vụ nữa, thì kết hợp với việc mình đi mua sắm, mình có thể vui chơi và giải trí ở trong đó luôn. Cho nên là bây giờ Thiện thấy là các gia đình cũng như là các bạn trẻ thì vào trong đó rất là nhiều luôn, và đặc biệt là những cái chợ truyền thống như thế này thì nó vắng hơn một chút. Nhưng mà ở chợ Bình Tây là một cái chợ là bỏ sỉ về các mặt hàng khô, thực phẩm, cho nên là đa phần thì sẽ ít khách lẻ, mà chủ yếu sẽ là khách mua sỉ về để bán, hoặc là những cái vị khách du lịch họ đi tham quan những cái ngôi chợ truyền thống của Sài Gòn. Đây có một
ở nhóm khách nước ngoài này. Bây giờ thì sẽ xin phép tạm biệt chú, thì lại đi tiếp. À, thì ra sẽ quay lại cửa hàng Hương Ba Tri mà lúc trước Tết thì chia sẻ cửa hàng đó, và có anh Bo chia sẻ về cách phân biệt khô rất là hay luôn, và nhiều cô chú cũng rất là thích. Thì bây giờ thì sẽ thăm lại anh Bo xem tình hình mua bán sáng giờ như thế nào, xem giờ là giá khô có thay đổi gì hay không, hay có cái gì mới hay không. Đây, mình đi ra đầu đường thì mình sẽ gặp cái cửa hàng của anh đây. Dạ. Ở trước này thì nhìn thấy thì những cái sạp khô của chỗ cửa hàng Cương Ba Tri thì lúc nào cũng đầy đủ hết. Tôm đất 6.8 này thấy là đặc biệt, ở đây thì có những cái cần xé khô bán rất là đa dạng luôn, từ 3.8 cho tới 1.000.000 là loại tôm thẻ thiên nhiên nè. À, ở đây thì thấy là có những cái bọc để mà mình ngăn ruồi nè, rất là to luôn, 1.300.000 một ký. Đây là những cái sạp khô mà rất là đa dạng luôn, lúc nào thì thấy là cũng đầy đủ, và nhất là buổi sáng thì đồ nó sẽ sắp xếp rất là đẹp và rất là nhiều, cô chú rất là dễ lựa luôn. Cái bên ngoài này cũng có nhiều cô chú anh chị mình đang lựa nữa nè. $4.20, $5.20 này thì thấy cái loại này đó nó nhỏ nhỏ vừa vừa để mình phù hợp rồi nấu canh nấu súp ha. Này là $5.20 này. Ờ, đây giờ thấy là các tôm bán rất là đa dạng luôn, đó là từ size nhỏ cho tới size lớn là 1.300.000 tôm thẻ tự nhiên. Nè cái này nè. Cá dứa. Đúng rồi. Cái nãy tôi mua nạc không á. Còn này là nguyên con. Cái bụng nó là mỡ, đúng rồi. Cái bụng nó là mỡ. Nãy giờ cô mua cái đó là nạc. Đúng rồi. Lấy cái nạc thôi, không có lấy mỡ. Nè không mua thêm hay là sao? Mua thêm bao nhiêu? Cái loại nãy nè. Để lấy loại nãy cho. Loại 220 đúng không? Cái loại đó lấy cho không? Nãy cô lấy cái này. Bây giờ con lấy cái này cho cô. Hồi nãy cô lấy 1.250. 270. Giá anh giao cơ. Giá anh cho chị. Đây có hai vị khách đang mua một đồ. Dạ. Em nghĩ là em phải trả tiền á. Ủa vậy hả? À. Đây cô mua cây dứa 220 một ký. Dạ. Cá tra phồng hả? À vậy em nhầm hả? Tại nó giống hơn cái dứa. Dạ, ở bên cam đúng không? Cam đúng không? Nạc không luôn. Rồi. Dạ. Nay cô mua nhiều không cô? Mua nhiều, mấy chục ký, mua về Mỹ. À, mua mấy chục ký luôn hả cô? Wow. Cô mua mấy chục ký về Mỹ luôn. Ủa cô về lâu, đây là lâu chưa cô? 10 ngày rồi. Là bây giờ cô mua là về bển luôn. À dạ. Vậy cô không có về chơi dịp Tết hả? Không, mới về đây. Dạ. À dạ. À cô mua mấy chục ký luôn. Quá dữ. Dạ. Là lâu lâu cô mới về Việt Nam hả? Hay là năm ngoái tháng 7, năm nay là mới qua Tết về rồi. Dạ. À, con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Vậy là đây có một cô ở bên Mỹ là mua mấy chục ký khô em về bển luôn. Quá dữ. Rồi lúc nào cũng đông hết luôn. Hay nhiều cô chú là mua về Mỹ, mua về nước ngoài rất là nhiều luôn. Cửa hàng này thấy là các cô chú ở nước ngoài rất là gọi là ưa thích để lựa chọn để mua, vì anh Bo là
Nếu mà cô chú có xem những cái video trước mà Thiện chia sẻ thì anh Bo đã chia sẻ rất là nhiệt tình về cái cách phân biệt khô, phân biệt đồ thật, đồ giả và đồ ngon, để mà tránh khi mà mình mua những nơi khác, để tránh mình mua hàng sai. Cập nhật một số cái giá ở khô ở Hương Ba Tri nha. Ở đây trước mặt cô chú mình đó là về mực tẩm tỏi ớt nè, Thiện thấy là 850 một ký. Cái này chắc Thiện nghĩ là khoảng 20 á, một cái bàn tay của Thiện nè, một cái miếng là 20 cm á. Bên này là mật ong là 800.000 nè. Loại này nhỏ hơn là 750, còn mật sợi là 300.000 một ký. Ngoài ra thì ở đây thì còn có thêm khô bò nữa, vụn nhỏ là 270 nè. Đây có bò miếng là 420, vụn lớn là 340, bò sợi là 300. Đó. Còn bò que ở bên kia là 450 nè. Và có bò viên nữa. Đây bò viên. Ngoài ra còn có khô gà lá chanh 240, gà giòn 240 nè. Loại bên này thì mềm hơn là 200.000 nè. Quá trời luôn, tiêu hột 150, tỏi phi Vĩnh Châu là 160 nè. Cá đuối ăn liền 450 nè. Đây cá đuối nè. Ăn liền luôn. Đây có da heo nữa, da heo chiên giòn nữa. 240. Đó. Bên đây có mít sấy nữa. Wow, đây bán rất là nhiều ha. Còn bên đây còn có hạt điều. Hạt điều là 260 nè. Củ hủ dừa 730, đây có bán củ hủ dừa nữa.